Kính thưa toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình giao lưu hát với nhau và đón tiếp chương trình tại sân khấu ca nhạc ca cổ miệt vườn ngày hôm nay. Nguyễn Văn Lê sẽ được mời vị cùng thưởng thức tiếng hát của Thanh Vũ và Nguyễn Diễm sẽ gửi tặng đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, ca khúc được mang tên Tình Nghèo Có Nhau. Bóng ba suốt đời.